Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão trên Biển Đông sẽ có ngay sau đây. Và bây giờ mở đầu là tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối nay đến sáng mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp Trung Trung Bộ kết hợp với rìa Tây lự áp cao cận nhiệt đới nên từ nay đến 3 ngày tới ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 90 mm, mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Còn khu vực Hà Nội từ nay đến 3 ngày tới có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cục bộ tại các khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng đô thị trũng thấp các tỉnh như Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Quảng Ninh. Cảnh báo từ đêm nay đến 3 ngày tới, mưa dông ở các khu vực có khả năng gia tăng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Còn trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau trong đêm nay và ngày mai có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 m, biển động. Ngoài ra, theo như các bản tin trước đó mà chúng tôi đã đưa ra, cũng theo như mô hình dự báo sớm là dự báo trong những ngày sắp tới, khoảng đầu tuần tới xuất hiện cùng một lúc hai áp thấp nhiệt đới, một áp thấp trên khu vực Thái Bình Dương, còn áp thấp còn lại ở khu vực Biển Đông nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa liên tục mạnh lên, đang di chuyển về phía đất liền nước ta với tốc độ từ 10 đến 15 km/h và khả năng vùng áp thấp này sẽ phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong những ngày sau đó với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Đây chỉ là dự báo sớm, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chưa có thể đưa ra thông tin chính xác về áp thấp nhiệt đới này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết phía Tây, Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống, thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Cứ bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết biển. Tất cả các vùng biển trên cả nước đều có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.